Xin kính chào toàn thể tất cả các bác đã đến với kênh YouTube Đồ Nhật Thanh Huyền. Video hôm nay Đồ Nhật Thanh Huyền giới thiệu cho các bác một cái em bình thủy siêu chất đến từ thương hiệu Jojirushi. Em này thì là dung tích 3,0 lít, đó, 3 lít này. Với mã là CV-AX30, có công nghệ VE các bác nhé. Vạch chia nước thì rất là rõ ràng luôn. Vỏ ngoài thì bằng nhựa, đảm bảo an toàn mà không lo bị han rỉ gì hết, đúng không ạ? Bằng nhựa luôn. Và cái điểm đặc biệt thứ hai đó là em nó là sản xuất tại Nhật luôn. Chúng ta sẽ nhìn thấy chữ Made in Japan này. Made in Japan. Đấy. À, công suất của em nó là đạt 905W. Đấy, 905W. Dây hít cắm rời luôn. À, đấy là cái ưu điểm của em nó. Rồi, và chúng ta sẽ nhìn ở bên trong cái lòng bình này như thế nào. Cái gioăng, gioăng rất là đẹp này, rất là xanh luôn, cực kỳ xanh các bác ạ. Lòng đây, lòng rất là đẹp các bác nhé, không có han gì gì hết. Cái chỗ này là, chỗ đây là vết nước à? Rồi, chúng ta sẽ đổ nước vào để xem em nó hoạt động ra sao. Em này thì có các chế độ là ủ 90 độ C, 98 độ C và chế... bình cái đặt 90 độ C các bác nhé. Đấy. Chúng ta có thể điều chỉnh về ủ không ủ này. Lấy nước, mở khóa, nước ra rất là nhiều luôn. Đó, hẹn giờ đây, 6 tiếng, 7 tiếng hay 8 tiếng, 9 tiếng, 10 tiếng. Tùy vào các bác, nhu cầu của bác muốn sử dụng như thế nào. Và với cái em này thì giá là bao nhiêu ạ? Giá của em này là chỉ với là 1.200.000 đồng mà chúng ta sở hữu ngay được một cái em bình thủy siêu to, dung tích 3,0 lít, 3 lít, sản xuất tại Nhật Bản. Màn hình thể hiện nhiệt độ ở trong bình. Đấy, cũng như là có hai chế độ ủ 90, 98 độ C và có chế độ không ủ, đúng không ạ? Vâng, giá này thì chưa bao gồm phí ship. Ưu tiên bác nào mà chuyển khoản hết trước 100% sẽ được bao ship toàn quốc các bác nhé. Đó. Và Đồ Nhật Thanh Huyền thì còn ngoài mẫu này ra thì còn rất nhiều mẫu bình thủy khác nữa với các dung tích từ 2,2 lít đến 4 lít. Mời các bác liên hệ qua số điện thoại Zalo để có thể được tư vấn chi tiết thêm về các mẫu mã cũng như là về phương thức vận chuyển và phương thức chuyển khoản. Đó, bác nào mà xem kênh video của Đồ Nhật Thanh Huyền và thấy hay hữu ích thì chúng ta không ngần ngại gì mà ấn nút like để cổ vũ Đồ Nhật Thanh Huyền, cũng như là comment những cái nội dung mà mình muốn Đồ Nhật Thanh Huyền up lên ở phía dưới và ấn chữ đăng ký để có thể nhận nhanh nhất những thông báo từ Đồ Nhật Thanh Huyền nhé. Video xin phép được dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác vào những video tiếp theo của Đồ Nhật Thanh Huyền.